Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần đột biến. Mình đã học đó là đột biến thì có hai dạng. Thứ nhất là đột biến gen và thứ hai là đột biến nhiễm sắc thể. Thì đột biến nhiễm sắc thể sẽ có hai dạng lớn, đó là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thì phần đột biến cấu trúc là mình đã học rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ học đó là cô sẽ giới thiệu cho các em đó là về đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thì về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, chúng ta sẽ có hai dạng. Thứ nhất đó là đột biến lệch bội và thứ hai là đột biến đa bội. Mình cùng tìm hiểu về cái dạng đầu tiên đó là đột biến lệch bội. Thì đột biến lệch bội là gì? Đột biến lệch bội hay còn gọi là dị bội là những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một hay một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Mình chú ý ở đây ha. Biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một, chú ý là một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Lệch bội thì chỉ một hoặc một số cặp tương đồng thôi. Khi mà mình học qua đa bội đó, thì chỗ này sẽ là toàn bộ, tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Vậy đột biến lệch bội mình sẽ có những dạng nào? Có rất nhiều cái dạng đột biến lệch bội. Thứ nhất là thể 1, thể 3, thể 4, thể 1 kép, thể 3 kép, thể 0. Thì tuy nhiên trong cái chương trình mình học mình thì chỉ thi hai dạng này thôi, tập trung vào hai dạng này. Đó là đột biến lệch bội dạng thể 1 và thể 3. Thì đầu tiên mình xem ở đây. Đây là tế bào bình thường 2N bằng 8, có 8 nhiễm sắc thể ha. Thì khi đột biến thể 1, ở đây cô ví dụ như cặp cuối cùng, cặp thứ tư này, đột biến thể 1 là sao? Một cặp đáng lẽ có 2 chiếc, bây giờ nó bị mất đi 1 chiếc, nó chỉ còn 1 chiếc thôi. Thì đây được gọi là thể 1. Thì lúc bây giờ chỉ có 7 nhiễm sắc thể. Thể 1 thì bị mất 1 chiếc, cho nên nó là dạng 2N-1. Dạng thứ hai là dạng thể 3. Bình thường một cặp này có 2 nhiễm sắc thể, bây giờ nó được thêm vào 1 chiếc nữa, cho nên nó có tổng cộng là 3 chiếc. Thì ở đây có tổng cộng là 9 nhiễm sắc thể. Đây gọi là thể 3. Một cặp có 3 chiếc nhiễm sắc thể, nó là 2N+1, bởi vì nó được thêm 1 chiếc vào. Thì đây là hai dạng đột biến lệch bội mình tập trung vào ha. Mình sẽ kiểm tra, mình thi vào cái phần phần chính đó là thể 1 và thể 3. Vậy cơ chế nào để xảy ra hai cái dạng đột biến này? Thì về đột biến lệch bội, nó có thể xảy ra ở trong nguyên phân và trong giảm phân. Đầu tiên mấy em xem trong nguyên phân thì cơ chế như thế nào ha. Nếu có một cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong nguyên phân sẽ tạo ra tế bào 2N+1 và 2N-1. Bây giờ mình xem ha. Trong nguyên phân, cô ví dụ ở đây tế bào có 2N+4 là 4 chiếc nhiễm sắc thể khi ở trạng thái bình thường. Và hình này là nó bước vào phân bào là nó đã nhân đôi lên, được nhân đôi. Đây là quá trình nguyên phân ha. Thì tới giai đoạn này, mình thấy đáng lẽ là nó sẽ chia ra mỗi bên một nửa, chia đều ha. Đây là kỳ sau của nguyên phân. Thì đáng lẽ là nó sẽ chia đều, nhân đôi lên và nó được phân ly đồng đều về hai cực của tế bào. Tuy nhiên mình thấy cái cặp màu đỏ dưới này, một cặp này nó lại không phân ly đồng đều, mà nó đưa về một cặp này, nó đưa về một bên luôn. Bên này không có chiếc nào hết. Đó, cho nên khi kỳ cuối mình thấy nó được hai tế bào, thì một bên tế bào có 5 chiếc nhiễm sắc thể, còn bên này chỉ có 3 chiếc nhiễm sắc thể. Đó, là một dạng 2N+1 và 2N-1. Đây là tạo ra hai dạng đột biến lệch bội, thể 1 và thể 3. Thì đây chính là cái cơ chế tạo ra trong quá trình nguyên phân có một cặp nhiễm sắc thể không phân ly. Đó. Thì khi mà đối với quá trình nguyên phân, khi tạo ra được các tế bào 2N+1 và 2N-1, những tế bào này nó sẽ tạo ra cái thể khảm. Thể khảm trong tế bào. Thể khảm là gì? Là tế bào đó trên cơ thể, ví dụ như cái cây đó, thì chỉ có những tế bào nào đột biến thì nó sẽ tạo nên cái thể khảm. Còn những tế bào bên cạnh, ví dụ như tế bào đó không đột biến thì là tế bào bình thường. Cho nên trên một cơ thể, nó vừa có tế bào đột biến và vừa tế bào bình thường. Thì đây là cơ chế xảy ra trong nguyên phân.
Bây giờ trong giảm phân thì đột biến lệch bội được tạo ra như thế nào? Thì giảm phân, nếu có một cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong giảm phân, nó cũng là không phân ly ha, một cặp, mình chú ý ở đây mình đang tập trung vào thể 1 và thể 3, cho nên là một cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong giảm phân. Thì trong giảm phân không phân ly sẽ tạo giao tử đột biến, đó là N cộng 1 và N trừ 1. Thì khi đó nó qua thụ tinh, nó sẽ tạo nên hợp tử đột biến. Đây là trong giảm phân, nếu có một cặp nhiễm sắc thể không phân ly. Đây mình thấy ha, đáng lẽ là đây là màu đỏ này là bình thường, sẽ tạo ra giảm phân bình thường, tạo ra giao tử N. Còn đối với màu vàng này, có một cặp nhiễm sắc thể này giảm phân bất thường, nó không phân ly, nó tạo nên đây là giao tử N cộng 1 và một bên là N trừ 1. Mình nhớ là một cặp không phân ly ha. Thì khi này, lúc bây giờ đây là giao tử đột biến. Giao tử đột biến kết hợp với giao tử bình thường thì sẽ tạo nên được, mình thấy ở đây ba chiếc chính là thể 3, 2N cộng 1 và N này kết hợp với N trừ 1 sẽ ra 2N trừ 1. Đây là thể 1. Bên này là N kết hợp với N cộng 1 là 2N cộng 1. Thì đây là hai dạng thể 3 và thể 1, cơ chế phát sinh trong quá trình giảm phân. Đó. Thì đây là hai cơ chế để tạo ra thể 1 và thể 3 của đột biến lệch bội. Bây giờ mình xem vậy nó có ý nghĩa, đột biến lệch bội nó có ý nghĩa như thế nào. Thứ nhất, nó có thể xác định được vị trí của gen, nằm trên gen đó sẽ nằm trên nhiễm sắc thể nào. Và nó có ý nghĩa trong chọn giống cũng như là hình thành loài mới. Nó có nghĩa là trong tiến hóa và chọn giống ha. Và hậu quả của nó như thế nào? Đột biến lệch bội thì hậu quả nghiêm trọng ha. Nó thường là mất cân bằng hệ gen, nó giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản và gây chết. Đặc biệt là những đột biến lệch bội xảy ra ở người. Thì cô ví dụ ở đây là một số loại bệnh mà do đột biến lệch bội gây ra. Thứ nhất, hội chứng Đào. Đó là ba nhiễm sắc thể số 21. Người bình thường cặp 21 sẽ có 2 chiếc. Người bình thường 2 chiếc. Nhưng bây giờ bị hội chứng Đào là nó có 3 chiếc. Đó là dạng thể 3. Paul là cái dạng mà có 3 nhiễm sắc thể 13. Rồi Etus thì nó sẽ có 3 nhiễm sắc thể 18. Và Turner là có 1 nhiễm sắc thể giới tính X. Đáng lẽ là 2XXX nữ là 2X. Bây giờ bị Turner là bị đột biến, còn có 1 chiếc nhiễm sắc thể X thôi. Siêu nữ thì đáng lẽ nữ là XX, bây giờ là XXX, 3 chiếc nhiễm sắc thể X. Clyphenter là ở nam bình thường là XY. Và khi đột biến lệch bội dạng thể 3 thì tạo ra XXX. Đó là hội chứng Clyphenter. Và không Y, có nghĩa là đáng lẽ là nam XY mà bị mất một chiếc X, chỉ còn một chiếc Y thôi, thì có thể là gây ra thai chết lưu. Đây là một số bệnh do đột biến lệch bội gây ra. Thì đây là toàn bộ cái kiến thức cô tóm tắt về cái đột biến lệch bội. Dạng đột biến thứ hai của đột biến số lượng nhiễm sắc thể đó là đột biến đa bội. Thì đa bội khái niệm là gì? Đa bội là dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Tế bào bị đột biến chứa nhiều hơn 2 lần số đơn bội nhiễm sắc thể. Lớn hơn 2N. Thì ở đây đột biến đa bội sẽ có hai dạng. Thứ nhất là tự đa bội và thứ hai là dị đa bội. Tự đa bội, mình nhớ đây, tự đa bội là nói về một loài thôi. Thì khái niệm là gì? Là bội nhiễm sắc thể đơn bội của loài tăng lên một số nguyên lần lớn hơn 2N. Ví dụ như 3N, 4N, 5N, 6N. Thì ở đây mình sẽ chia làm hai dạng: đa bội lẻ và đa bội chẵn. Lẻ thì 3N, 5N, 7N, chẳng là 4N, 6N, 8N. Và cơ chế để tạo ra tự đa bội thì mình cũng sẽ có hai cơ chế trong nguyên phân và giảm phân. Thứ nhất, về rối loạn nguyên phân thì tế bào 2N nguyên phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân ly. Mình nhớ đây là tất cả các cặp. Còn hồi nãy mình là đột biến lệch bội đó, thì nó là một hoặc một số cặp thôi. Còn đây là tế bào 2N nguyên phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân ly, thì cuối cùng sẽ tạo được tế bào đó là 4N. Thì ở đây mình nhớ cũng là thể khảm, nó sẽ tạo thành thể khảm. Và cơ chế thứ hai đó là rối loạn trong giảm phân. Thì rối loạn giảm phân sẽ tạo ra giao tử 2N.
Giao tử bình thường không rối loạn là N, còn bây giờ bị rối loạn nó sẽ tạo ra giao tử 2N. Thì khi bước vào quá trình thụ tinh thì giao tử 2N sẽ kết hợp với giao tử N thì tạo ra 3N, đây là thể tam bội. Còn giao tử 2N mà kết hợp với giao tử 2N thì tạo 4N, đây là tứ bội. Này, trong quá trình giảm phân, 2N giảm phân tại N là bình thường, còn 2N giảm phân tạo 2N, đây là giao tử đột biến. Kết hợp N với 2N là 3N, đây là thể tam bội. Bên này tương tự, 2N, 2N là 4N thì tứ bội. Đây là hai giao tử đột biến nha. Thì đối với thể tam bội là đa bội lẻ thì mình nhớ nó sẽ bất thụ. Đa bội lẻ thì sẽ không có khả năng sinh sản, gọi là bất thụ. Còn ở này, thể tứ bội là đa bội chẵn thì đa bội chẵn sẽ có khả năng sinh sản, gọi là hữu thụ. Đó. Một cái là bất thụ là đa bội lẻ, và hữu thụ thì đa bội chẵn. Đây là cơ chế tạo ra thể đa bội trong giảm phân. Và dạng thứ hai ở đây mình tìm hiểu đó là dị đa bội. Mình nhớ tự đa bội là chỉ một loài thôi, còn dị đa bội thì sẽ là sự kết hợp của hai loài. Cơ thể chứa bộ nhiễm sắc thể của cả hai loài cùng ở trong một tế bào. Một tế bào mà có hai loài thì cơ thể một là AA, cơ thể hai bộ nhiễm sắc thể là BB, và cơ thể lai lúc bây giờ là AABB. Bây giờ mình sẽ xem cơ chế để tạo ra thể dị đa bội ha. Thì đầu tiên ở đây mình có hai loài. Loại thứ nhất là AA, loại thứ hai BB, thì đây là 2N và đây là 2N phẩy. Bước đầu tiên để tạo ra thể dị đa bội là mình sẽ tiến hành lai xa. Nhớ ha, lai xa là lai giữa hai loài khác nhau. Đó, loại A và loại B mình lai lại. Thì bước đầu tiên nó tạo giao tử là A, bên này là B. Thì lai xa sẽ tạo thành đó là con lai là AB. AB sẽ gồm là N cộng N phẩy. Mỗi cái đều là bộ lẻ hết. Cho nên con lai lúc bây giờ con lai bất thụ. Nhớ ha, lai xa sẽ tạo ra con lai bất thụ. Thì con lai bất thụ này người ta tiến hành bước thứ hai, đó là đa bội hóa. Lai xa là bước thứ nhất, bước thứ hai là đa bội hóa. Có nghĩa là đa bội lên. Thì lúc bây giờ thường người ta sử dụng hóa chất là colchicin. Thì A sẽ thành 2A, B thành 2B, đây được gọi là đa bội hóa. Thì N đã thành 2N và N phẩy là 2N phẩy. Đây được gọi là thể song nhị bội. Nhớ ha, song nhị bội, song là hai nhị cũng hai, ở đây mình hai loài và mỗi loài là hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, song nhị bội. Thì thể này là hữu thụ. Nhớ ha, đa bội chẵn rồi, cho nên nó là hữu thụ, là có khả năng sinh sản. Cho nên cơ chế tạo thể, tạo dị đa bội chính là thể song nhị bội. Cuối cùng là tạo ra thể song nhị bội hữu thụ qua hai bước. Thứ nhất là xa và thứ hai là đa bội hóa. Đó là mình đã nói qua về cơ chế hình thành đột biến dị đa bội. Mình nhớ đó là tạo ra thể song nhị bội. Vậy hậu quả và vai trò của đột biến đa bội như thế nào? Thì đầu tiên mình nhớ đa bội lẻ sẽ không có khả năng sinh sản. Vì vậy người ta sẽ ứng dụng để mà tạo quả không hạt. Không hạt có nghĩa là không có khả năng sinh sản. Ví dụ như nho không hạt, ví dụ dưa hấu không hạt. Đó là ứng dụng đầu tiên của đa bội lẻ. Và thứ hai, ứng dụng thứ hai, khi mà đột biến đa bội có nghĩa là bộ nhiễm sắc thể được tăng lên, cho nên cơ quan sinh dưỡng của nó sẽ lớn. Vì vậy nó sẽ phát triển tốt, khả năng chống chịu tốt đó. Cho nên người ta ứng dụng sẽ thu trồng những cây đa bội để thu những cơ quan sinh dưỡng, ví dụ như lá, ví dụ như thân, ví dụ như rễ, cành, đó là những cơ quan sinh dưỡng. Và thứ ba, ý nghĩa của nó đó là đột biến đa bội là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống. Mình nhớ ha, đột biến thì đều là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống hết. Thì đây là cô đã tóm tắt cho các em cái dạng thứ hai của đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đó là đột biến đa bội.